Tổng Liên Hội dành một ngày đặc biệt vào Chủ nhật thứ hai của tháng 3 để giới nữ ở trong Hội Thánh được cầu nguyện, được khích lệ, được nâng đỡ để tiếp tục yêu Chúa, phục vụ Chúa, gây dựng gia đình ở trong Chúa. Tôi xin thay cho Ban trị sự Tổng Liên Hội kính gửi đến quý bà, quý cô là giới nữ ở trong Hội Thánh lời chào thăm thân ái trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và kính chúc giới nữ trong Hội Thánh luôn luôn khôn ngoan, khỏe, đẹp, hết lòng yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, gây dựng gia đình hạnh phúc ở trong Chúa. Một sứ quản nhiệm có nói trước khi cầu nguyện cho nữ giới rất là nhiều tấm gương ở trong Kinh Thánh là giới nữ được Chúa yêu thương, được dự phần ở trong sự hầu việc Chúa. Và chúng ta cũng đã đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, rất là nhiều người nữ được Chúa dùng một cách đặc biệt. Sau hôm nay chúng ta nói đến một người nữ khôn ngoan được chép ở trong các vua nhì chương 4 câu 8 cho đến câu 37 là phần Kinh Thánh đối đáp mà chúng ta đã đọc. Xin Hội Thánh mở ra để chúng ta có thể theo dõi về câu chuyện của người nữ khôn ngoan này, và chúng ta sẽ cùng học với nhau bà có điều gì mà chúng ta gọi là người nữ khôn ngoan. Thứ nhất, người nữ khôn ngoan là người ân cần tiếp khách. Ở trong câu thứ 8 cho đến câu thứ 10, Kinh Thánh không cho chúng ta biết người nữ này có tên là gì. Chúng ta chỉ biết bà là người ở tại Sunem. Và bà có chồng, nhưng mà lớn tuổi rồi, không có con trai. Cho nên người mà không có con hoặc không có con trai thì rất là mong muốn có con, phải không? Khi người của Đức Chúa Trời, tức là tiên tri Elise, đi ngang qua xứ Sunem, ngang qua nhà của bà, dầu lúc đó người đàn bà này chưa biết tiên tri của Chúa là ai, nhưng mà bà rất là ân cần mời vào ở trong nhà của mình để dùng bữa. Rồi sau đó mỗi lần tiên tri của Chúa đi ngang qua thì đều được mời vào ở trong nhà để dùng bữa. Chẳng những thế, nhưng bà lại bàn với chồng của mình là hãy cất một căn phòng đặc biệt để tiếp đãi vị tiên tri của Chúa. Thế là ông bà bắt đầu cất một căn phòng, ở trong đó trang bị những vật dụng cần thiết. Như chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có ghi, đó là một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Đây là những thứ cần thiết cho một người có thể nghỉ ngơi và có thể làm việc. Có thể nói thật là đặc biệt với một con người quan tâm tiếp khách một cách ân cần như vậy. Và đó chính là nét đẹp của Cơ Đốc nhân. Ân cần tiếp khách là điều mà Kinh Thánh dạy rất nhiều. Chúng ta có thể xem ở trong Roma đoạn 12 câu 13. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Và trong Hebrew đoạn 12 câu 13, câu 3, lời Chúa cho biết rằng chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Câu Kinh Thánh này nói về sự tiếp khách của Abraham và Lot đã tiếp khách, và đó là thiên sứ của Chúa. Rồi ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10 câu 11, Kinh Thánh chép rằng người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cần rằng
mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các tứ ơn của Đức Chúa Trời, vân vân. Rất là nhiều câu kinh thánh Chúa dạy cho con gái của Chúa phải ân cần tiếp khách. Ngày nay, việc tiếp khách cũng thể hiện ở trong vòng con dân của Chúa. Có lẽ ở trong quý ông bà, anh chị chúng ta ở đây đã từng tiếp khách và thấy rất là được phước khi mà chúng ta tiếp khách ở trong gia đình của mình. Ở tại Đà Nẵng, khi chúng tôi đến để có cơ hội giảng dạy hoặc đi công tác huấn luyện, thì có một gia đình con gái của Chúa ở tại Hòa Mỹ. Anh chị cất nhà và cũng để dành nguyên một căn phòng đầy đủ tiện nghi để tiếp các tôi tớ của Chúa. Và tôi liên tưởng đến cái câu chuyện của người đàn bà Sunem này. Và anh chị rất là vui vẻ, chẳng những tiếp khách là cho ngủ lại, nhưng mà còn mời để ăn uống nữa. Rất là quý trọng những người khách đến với gia đình của mình. Cho nên tôi tin rằng con dân của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh và sự vui vẻ khi mà chúng ta tiếp khách. Khi tôi còn hầu việc Chúa ở Hội Thánh Cà Mau, trong thập niên 90, rất là khó khăn ở trong việc mà tiếp khách ở trong nhà. Nhưng tôi đã tiếp một thanh niên, anh bỏ nhà đi. Và anh đến, anh nói rằng: "Mục sư ơi, cho tôi ngủ lại một đêm." Và tôi cho anh ngủ lại một đêm. Sáng mai anh nói rằng: "Thưa mục sư, tôi hết tiền rồi, không còn tiền để đi về nữa, cho nên xin mục sư cho tôi tiền." Và tôi hỏi anh rằng: "Từ đây về đến nhà là bao nhiêu?" Thì anh nói số tiền và tôi gửi cho anh để anh đi về nhà. Chuyện đó qua 10 năm sau tôi không còn nhớ nữa. Nhưng tôi có cơ hội giảng cho một hội thánh Chúa ở tại An Lạc Tây trong chương trình Bồi Linh. Và sau khi giảng thì một thanh niên đến nhét vào ở trong túi áo vest của tôi một bao thư. Và tôi hỏi: "Cái gì đó?" Anh nói rằng: "Mục sư có nhớ không? Cách đây 10 năm tôi có đến ở tại Cà Mau, mục sư cho tôi ngủ ở trong thư thất và mục sư cũng cho tiền để tôi về. Và tôi luôn luôn biết ơn mục sư. Bây giờ gặp lại mục sư tôi mừng quá. Tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Nếu lúc đó mà tôi đuổi anh này ra, tôi không cho anh này tiền, thì có lẽ tôi giảng anh này chẳng bao giờ nghe nữa, phải không? Phản tác dụng. Nhưng cảm ơn Chúa là tôi thấy vui bởi vì có cơ hội được tiếp khách. Và cái niềm vui đó tôi vẫn nhớ cho đến bây giờ. Người đó còn làm chứng lại rất là nhiều điều mà tôi đã chia sẻ với anh trong cái thời gian đó. Thưa Hội Thánh, cũng có nhiều câu chuyện rất cảm động. Có gia đình tiếp khách, mời người bạn đến nhà của mình để ăn cơm, trò chuyện. Và qua câu chuyện, qua chân tình, qua niềm vui, người này đã cảm động trở lại tin nhận Chúa. Rất nhiều câu chuyện như thế đem đến sự phước hạnh cho những người ân cần tiếp khách. Cho nên người nữ khôn ngoan mà tôi nói đến ở đây, bà trước hết là có một cái tấm lòng ân cần tiếp khách. Nó sẽ dẫn đến câu chuyện ở phía sau rất là phước hạnh. Điều thứ hai, người nữ khôn ngoan là người có tầm nhìn thuộc linh. Từ câu thứ 11 cho đến câu 16. Khi đọc lại câu thứ 9 thì chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng: "Người nói với chồng mình rằng: Người nâng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời." Người nữ này không chỉ có tinh thần ân cần tiếp khách, mà người nữ này còn có một tầm nhìn thuộc linh. Bà nhận biết người đến nhà của bà, đó là người thánh của Đức Chúa Trời.
Nhìn biết một người để đánh giá một người không phải là dễ. Bởi vì có khi chúng ta nhìn một người và đánh giá người đó sai. Nhưng mà ở đây người đàn bà này, bởi vì có lòng yêu mến Chúa, cho nên mới có một tầm nhìn thuộc linh như vậy. Vì vậy bà đã tiếp đãi và bà đã tiếp cận với vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy bà là người rất thuộc linh. Trong khi son sẻ không có con, nhưng bà không buồn phiền, không cay đắng. Và thay vào đó là bà quan tâm đến người khác. Đáng lẽ bà cần người khác an ủi, nâng đỡ, khích lệ, nhưng mà chính bà trở thành một nguồn an ủi, nâng đỡ, khích lệ. Chúng ta cũng thấy trong câu 13, khi tiên tri Elise hỏi nhu cầu của người là gì, có cần ông sẽ trình bày với vua hay là với quan tổng đốc, tổng binh hay chăng, thì bà đã trả lời rất là thuộc linh: tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Có nghĩa là bà không có tham vọng. Mặc dầu có cơ hội để giới thiệu với vua hoặc là quan tổng binh để có thể được biết đến danh tiếng của bà, hoặc có thể có những nhu cầu ở trong đời sống mà bà cần cầu xin, nhưng mà chúng ta thấy bà trả lời rằng tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Bà là một người tin kính, khôn ngoan, luôn làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Nghĩa là bà hoàn toàn thỏa lòng với những gì mà Chúa ban cho. Hoàn toàn thỏa lòng với vị trí mà Chúa đặt để. Không có đua đòi, không có tham vọng, nhưng mà vẫn sống ở trong gia đình bình an với những người chung quanh. Qua đó, Chúa dẫn dạy cho mỗi đời sống của chúng ta cần có một tầm nhìn thuộc linh, nhận biết, kính trọng tôi tớ của Chúa là người thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh ở đây, ở đó, đôi lúc không có kính trọng tôi tớ của Chúa. Đôi lúc làm khó dễ tôi tớ của Chúa. Đôi lúc coi thường tôi tớ của Chúa. Và điều đó chắc chắn không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người nữ này khôn ngoan, kính sợ Đức Chúa Trời, quan tâm đến tôi tớ của Chúa. Chẳng những tôi tớ của Chúa mà thôi, nhưng những người nào hết lòng yêu mến Chúa, những người nào đang hầu việc Chúa, thì Chúa cũng muốn rằng chúng ta cũng phải có lòng kính trọng, tạo điều kiện để giúp đỡ, nâng đỡ, khích lệ. Và đó chính là nguồn sức mạnh để tôi tới Chúa hoặc những người lo công việc của Chúa tiếp tục trong công tác thuộc linh mà Chúa giao phó. Và ở đây mỗi con cái của Chúa cũng phải học thỏa lòng ở trong mọi cuộc sống. Không cay đắng, không than oán, không bi quan, không thất vọng, nhưng luôn luôn vui vẻ, bình an, xây dựng nếp sống đạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ở trong Chúa. Lời của Chúa dạy trong Châm ngôn đoạn 14 câu 1. Châm ngôn đoạn 14 câu 1 Kinh Thánh chép rằng: người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Người nữ khôn ngoan, ở đây Kinh Thánh nói đến đó là xây cất nhà mình. Rất nhiều người nữ đã xây dựng cơ đồ sự nghiệp, và đó là người nữ khôn ngoan. Nhưng cũng không có những người nữ mà phá nát cơ đồ sự nghiệp, và đó là người nữ mà Kinh Thánh nói rằng ngu dại hay là thiếu sự khôn ngoan. Lời của Chúa ở đây không chỉ dạy cho người nữ mà thôi,
Nhưng tôi nghĩ rằng lời của Chúa dạy chung cho cả nam lẫn nữ. Người khôn ngoan là người xây dựng gia đình của mình, xây dựng đời sống đức tin của mình. Và người thiếu khôn ngoan là người phá nát gia đình của mình, phá hội thánh của Chúa. Điều thứ ba, Kinh Thánh nói rằng người nữ khôn ngoan là người có đức tin mạnh mẽ. Ở trong câu 17 cho đến câu thứ 30. Sau một năm, như lời tiên tri Elise đã báo trước, người đàn bà Sunem đã sinh con, và đây là việc Đức Chúa Trời đã làm cho bà. Có thể nói đây là một phần thưởng mà Chúa dành cho người nữ khôn ngoan này. Một phần thưởng lớn nhất. Bởi vì không có niềm vui nào mà hơn một người không có con bây giờ lại có con. Có thể trong chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm điều đó. Niềm vui, hạnh phúc đến với người đàn bà này. Nhưng rồi một biến cố xảy ra sau đó ít năm. Khi đứa con đi ra đồng với cha của nó thì đầu của nó bị đau. Và cha bảo hãy đem nó về để giao cho mẹ nó. Và khi đứa trẻ được đem về giao cho người mẹ thì người mẹ ấm nằm ở trên mình. Và rồi đứa trẻ đã qua đời. Câu chuyện xảy ra và cách hành xử sau đó của người đàn bà này nói lên rằng bà là người khôn ngoan và có một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời và nơi người của Đức Chúa Trời để được giúp đỡ. Khi đứa con chết, chúng ta làm gì? Có thể chúng ta làm đủ cách, khóc lóc, la lớn lên, kêu người này người kia để trình bày, hoặc đem đi bệnh viện, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cách hành xử của người đàn bà khôn ngoan này khác hoàn toàn. Bà biết đứa con chết rồi, bà không có than khóc, không có oán trách gì cả. Nhưng mà bà yên lặng hành động đem đứa con của mình để trên giường căn phòng mà bà dành cho tiên tri Elise ở trong câu thứ 21. Đồng thời chúng ta thấy rằng khi đứa con chết, bà không nói cho ai biết cả. Ngay cả chồng của bà, như ở câu 23, khi chồng hỏi thì bà trả lời mọi điều bình an. Rồi khi tôi tớ của Elise là Gehazi được tiên tri Elise sai đến để gặp bà, hỏi chồng con có bình an không, thì bà nói rằng mọi sự đều bình an. Một đứa con trai yêu dấu của mình chết, làm sao bình an cho được? Nhưng Kinh Thánh ghi hai lần bà nói với chồng, nói với người khác rằng bình an. Câu trả lời của bà nói lên một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, đấng có quyền làm cho con của mình có thể sống lại. Bà cũng tin nơi người của Đức Chúa Trời có năng quyền cầu nguyện để con của mình có thể sống lại. Cho nên bà chạy ngay đến với người của Đức Chúa Trời. Một đức tin mạnh mẽ, tin cậy ở nơi Chúa, tin cậy nơi người của Chúa. Bà biết rằng nếu nói cho chồng của mình biết, hoặc nói cho người nhà của mình biết, hoặc nói cho tiên tri của Đức Chúa Trời, tức là đầy tớ tiên tri của Đức Chúa Trời biết, cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, mà sẽ làm rối hơn mà thôi, phải không? Cho nên bà yên lặng, tin cậy đến với Chúa để xin Chúa giúp đỡ. Đôi lúc ở trong cuộc sống của chúng ta có những biến cố,
những nghịch cảnh xảy ra cho chính mình, cho gia đình của mình. Chúng ta không được bình an như người nữ Sunem này, mà chúng ta than oán, chúng ta trách người, chúng ta trách Chúa. Và đôi lúc chúng ta mất niềm tin của mình nơi Chúa. Có một tín hữu, khi cháu của mình qua đời, tín hữu này giàu đi nhà thờ cũng rất là sốt sắng, yêu mến Chúa. Nhưng mà người này trách Chúa rất là nặng nề, giống như là không còn đặt niềm tin của mình ở nơi Chúa là cả, và thắc mắc tại sao. Mãi cho đến khi biết được ý muốn của Chúa thì mới trở lại ở trong niềm vui, trong sự phước hạnh. Cho nên ở trong cuộc sống, đôi lúc có những nghịch cảnh, có những biến cố xảy đến cho đời sống của chúng ta, hãy bình an, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng làm được mọi sự, tin cậy nơi tôi tớ của Chúa, đấng hướng dẫn để có thể giúp cho chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn đó. Bài học thuộc linh của người nữ khôn ngoan này: đặt đức tin của mình nơi Chúa, không có việc chi Đức Chúa Trời không làm được. Cho nên bà đã kìm nén và giữ nan đề cho riêng mình để đến với Chúa và đặt niềm tin của mình ở nơi Chúa. Đó là sự khôn ngoan. Điều cuối cùng là người nữ khôn ngoan là người bày tỏ lòng biết ơn. Từ câu 31 cho đến câu thứ 37. Sau khi tiên tri Elise đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đã thực hiện phép lạ để cứu sống đứa trẻ, và Đức Chúa Trời đã làm cho đứa trẻ được sống lại, tôi nghĩ rằng không có niềm vui nào vui hơn là một người con của mình đã chết mà được sống lại. Vui hơn cả khi chưa có đứa con trai này mà sinh đứa con trai này. Cho nên niềm vui đó đối với người nữ này nói riêng và cả gia đình là một niềm vui trọn vẹn vì đứa con của mình đã sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi mà tiên tri đưa đứa con trai cho bà từ cõi chết sống lại, bà đã đến quỳ ở nơi chân của vị tiên tri để mà thờ lại, hay còn gọi là thờ phượng, ở trong câu thứ 37. Điều này cho biết rằng bà thật sự biết ơn Đức Chúa Trời vì những gì Chúa đã làm cho mình. Bà cũng không cho rằng mình xứng đáng được thấy con trai của mình được sống lại sau những gì mình đã làm cho tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng bà chỉ bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chúa và đối với người của Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta cần học ở đây đó là lòng biết ơn Chúa. Có khi con người quên ơn Chúa, như câu chuyện Đức Chúa Giêsu chữa lành 10 người phung ở trong Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Câu chuyện này có bao nhiêu người phung được chữa lành? 10 người. Và có bao nhiêu người được chữa lành trở lại gặp Chúa Giêsu để cảm tạ ơn Chúa? 1 người. Chúa hỏi còn 9 người kia ở đâu? Tỷ lệ 1/10 những người biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cũng là tỷ lệ mà ngày hôm nay chúng ta thường thấy. Chúa ban cho chúng ta quá nhiều những ơn phước, cả ơn phước thuộc linh lẫn ơn phước thuộc thể. Nhưng đôi lúc chúng ta quên ơn Chúa, không tạ ơn Chúa.
Nhưng khi đưa những thử thách, những hoàn nạn đến thì chúng ta lại oán trách Chúa. Cho nên con người thường quên những điều đáng nhớ và nhớ những điều đáng quên. Con người thường quên những điều đáng nhớ và nhớ những điều đáng quên. Người Việt Nam của chúng ta có một câu như thế này: cho bác một củ khoai, một lát bác quên liền. Cho bác một nắm đấm, bác chẳng bao giờ quên. Có người thường quên ơn nhưng mà nhớ thù hận. Cho nên nhớ những điều đáng quên mà quên những điều đáng nhớ. Ước mong rằng trong tất cả chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta luôn nhớ những điều mà Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa về những gì Chúa cho chính mình, cho gia đình mình, cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy luôn nhớ ơn Chúa, tạ ơn Chúa và báo đáp ơn của Đức Chúa Trời. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18, lời của Chúa dạy rằng: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đức Chúa Jesus Christ, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, không nói đến những diễn tiến sau đó, người đàn bà này và gia đình biết ơn Chúa như thế nào. Nhưng chúng ta tin rằng chắc chắn khi nào đứa con của mình còn sống, khi nào bà còn nhìn thấy đứa con của mình, thì bà và cả gia đình luôn biết ơn về những gì Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Một bài học thuộc linh mà chúng ta cũng phải học: luôn quan tâm đến con cái của mình. Đôi lúc chúng ta thấy con cái của mình chết về phương diện thuộc linh, nhưng chúng ta bỏ quên, chúng ta không quan tâm, để cho nó cứ chết. Hãy học nơi tinh thần của người nữ khôn ngoan này. Trên phương diện thuộc linh của con cái mình đang sống ở trong gia đình, Chúa cho chúng ta quan tâm đến con cái. Nếu chúng ta thấy đời sống thuộc linh của nó có vấn đề thì chúng ta phải cầu xin với Đức Chúa Trời, phải nhờ tôi tớ của Chúa, phải nhờ những anh chị hướng dẫn trong hội thánh để xây dựng đời sống thuộc linh và đem cho nó được sống lại. Không thiếu những người con ở trong gia đình đã chết phương diện thuộc linh, nhưng sự quan tâm của người mẹ đã làm cho đứa con đó được sống lại. Và đó là ơn phước mà Đức Chúa Trời dành cho người nữ Sunem này và cho chính mỗi đời sống của chúng ta. Thưa hội thánh, tóm lại, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho chính tôi và hết thảy quý ông bà, anh chị em: người nữ khôn ngoan là người luôn ân cần tiếp khách. Người nữ khôn ngoan là người có tầm nhìn thuộc linh. Người nữ khôn ngoan là người có đức tin mạnh mẽ. Và người nữ khôn ngoan là người bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa cho quý bà, quý cô, giới nữ ở trong hội thánh và hết thảy chúng ta là con gái của Chúa, thì chúng ta cũng học được sự khôn ngoan này, để chính chúng ta được phước, gia đình chúng ta được phước và hội thánh của Chúa được phước. Amen. Trong lòng kính chào hội thánh.